những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945, cả nước ta còn sống trong vòng áp bức khổ cực. Tỉnh Cao Bằng cũng như mọi nơi khác, thực dân Pháp thu thuế, bắt cung, bắt lính thật nặng nề. Đầu đầu cũng một quang cảnh uất ức lầm than. Nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn kiên cường dũng cảm, những phong trào hoạt động chống thực dân Pháp rất mạnh mẽ. Việt Minh đang thành lập các hội kín để xúi dân làm loạn. Quan trên lệnh không ai được theo Việt Minh. Các nhà phải cử người đi phu và nộp lương thực, thực phẩm cho quan. Tịch thu hết. Cháu giỏi quá, rất nghe lời. Hay thật, rèn đã luyện sáo thành thục rồi đấy. Mình cũng phải rất kiên trì luyện tập, nó mới nghe lời đấy. Vết thương hôm trước của rèn đỡ chưa? Mình đã hết đau rồi, nhìn cái bụng vẫn căm thẳng quan tây lắm. Bọn chúng thật là tham lam và ác độc. Ai thế nhỉ? Theo tôi nào. Quanh bị chắn hết rồi, lại không có đường nào cả. Lạ thật, vậy bóng đen đến đằng nào nhỉ? Chắc đừng đi nằm trong lòng thác nước rồi, đi nào. Cậu nhìn kia. Ôi, anh trai của Dên. Mình muốn được tham gia hoạt động với các anh quá. Dên nói hợp cái bụng của bọn mình đó. Bọn mình còn nhỏ thì làm được gì? Nhỏ thì mình làm việc vừa sức thôi. Đúng vậy, để mình nói với anh xem sao. Lúc đi phu cho bọn Pháp, cha đã mất rồi em à. Anh Phú Quốc, sao em biết tên hoạt động của anh? Anh cho em theo cách mạng với.
em phải tuyệt đối giữ bí mật. Khi nào lớn, anh sẽ cho theo cùng. Em chăm sóc mẹ nhé, anh đi mấy hôm mới về. Con sẽ trả thù cho cha. Mẹ mệt rồi, cứ để đấy cho con. Con ngoan lắm. Rèn giỏi lắm. Thay mặt cấp trên, các anh tuyên dương tinh thần của các em. Cấp trên đã đồng ý cho các em tham gia hoạt động cách mạng. Trước tiên anh muốn hỏi, các em có biết hội cứu quốc là thế nào không? Hội cứu quốc để đánh Tây, đuổi Nhật ạ. Ai muốn đánh Tây đuổi Nhật đều theo hội cứu quốc Việt Minh. Các em đã được kết nạp vào hội nhi đồng cứu quốc. Đức Thanh là tên cách mạng đặt cho anh. Tên cách mạng của Dền là Kim Đồng. Than sẽ là Cao Sơn. Sâu là Thanh Thủy nhé. Dền nhanh nhẹn. Chúng em xin bầu bạn ấy làm đội trưởng ạ. Chúng em sẽ không phụ lòng tin của các anh đâu. Con chào mẹ ạ. Dền về đây à? Có gì vui thế con? Mẹ ơi, từ nay con có hai tên. Tên của mẹ đặt cho con và tên cách mạng là Kim Đồng. Thế à? Các con còn nhỏ tuổi thì làm được việc gì? Mẹ nghe nhá, ai muốn đánh Tây đuổi Nhật đều theo hội cứu quốc Việt Minh. Ai dạy con vậy? Là cán bộ dạy con đấy mẹ. Đúng là con của mẹ đã lớn rồi. Chào mẹ, con phải đi làm nhiệm vụ đây. Cẩn thận đấy con. Đây là mật thư, em phải hết sức cẩn thận. Vâng ạ. Nếu bọn chúng khám xét người em thì sao? Em còn cách nào an toàn hơn không? Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải thật bình tĩnh, tự tin. Thằng nhóc, đưa chiếc rổ tao xem. Chạy cháu đi. Nhà Mo ở đâu? Nhà Mo về rồi. Được nồi cháo cho mẹ rồi. Mẹ ơi,
Mẹ dậy ăn cháo cho nóng. Em mau giúp anh cả muội. Trông cán bộ giống như người của bản rồi đấy. Đi thôi anh. Sao bây giờ? À. À thằng kia, đúng lại. Đi đâu? Con ma nhập vào người nó, tao phải đi cúng cho hết bệnh. Úi giời, chắc thằng này nó bị bệnh lây nhiễm đấy. Đi mau, đi mau. Cán bộ mệt lắm phải không ạ? Chết, em có đau lắm không? Em không sao đâu ạ. Cảm ơn đồng chí đội trưởng nhỏ. Em rất nhanh trí và dũng cảm. Đà đảo thực dân Pháp, đà đảo phát sinh Nhật. Dên, Dên có cách gì không? Anh phục quốc nguy mất. Phen này mới có chạy cần chơi. Luôn hại. À, em chào anh Phục Quốc. Cấp trên rất khen ngợi các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua những vụ việc xảy ra, giặc Pháp càng điên cuồng càn quét. Các em phải hết sức cẩn thận nhé. Anh hãy tin tưởng bọn em. Lại. Đây đi đi. Thằng kia, đứng lại. Thằng kia, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Bắt lấy nó. Đứng này, đứng này cơ mà. Đâu, 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 đây, đây. Đâu cả. Đâu rồi? Rồi. Phải bắt bằng được thằng Việt Minh con này. Quan sẽ thưởng lớn. Bên này cũng không. À. Chào ông ạ. Cảm ơn cháu. Cháu đi đường có mệt không? Lại đây nào. Cháu tên gì? Sao cháu lại thích làm việc này? Cháu tên là Kim Đồng. Cháu muốn làm cách mạng vì căm thù bọn lính Pháp và trả thù cho cha cháu ạ. Cháu tuổi còn nhỏ mà có tinh thần như thế là rất tốt. Cháu phải giữ sức khỏe để công tác cho tốt nhé. Cháu cảm ơn ông ạ.
tại Bảo Hạc, Hạ Lan và nhiều nơi khác, quân ta nổ súng dữ dội. Khắp nơi treo cờ đỏ sao vàng, Việt Minh giải truyền đơn kín đường phố, tụi Việt gian bị trừng trị. Ôi, phụ nguyện ái quốc, Hồ Chí Minh này. Ôi, không ngờ ông cụ mà mình gặp ở hang Bác Bó chính là Hồ Chí Minh. Thật thế ư? Cậu kể cho bọn tớ nghe đi. Các em có gì vui thế? Kể cho anh nghe nào. Nhiều chuyện vui lắm anh ạ. Nhưng vui nhất là bạn Dền đã gặp cụ Hồ Chí Minh anh ạ. Thật thế sao? Rồi các em sẽ được gặp cụ Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ mới của các em vô cùng quan trọng, không được để một sai sót nhỏ. Quyết tâm. Sương mù che phủ, chúng ta càng phải cảnh giác cao độ. Làm thế nào bây giờ? Mình không kịp báo cho các anh rồi. Các cậu chạy thật nhanh về hang báo cho các anh. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn lính Pháp. Dên, nguy hiểm lắm. Ugh.